Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video hôm nay em sẽ gửi đến các bác một mẫu xe đua V-Cape của Ý, được trang bị cấu hình full Shimano Sora, khung thì bằng carbon, trang bị bi vòng cối lổ. Bác giám sẽ vào quay chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Xe thì còn rất là mới. Hầu như tổng thể chiếc xe thì không có một vết xước nhỏ nào đáng kể, không có một vết xước nào đáng kể. Khung carbon, xe thiết kế trông rất là đẹp. Tay lắp 105. Phanh 3 mảnh, vành cao bản, vành gian, lốp của gian thôi, mây ơ bi vòng, trang bị đùi đĩa, gạt đĩa, đề full group 105. Máy ơ bi vòng cuối lỗ. Bây giờ sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 45 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 48 cm. Chiếc xe này thì phù hợp cho các bác từ khoảng 1m55 đến 1m7 đi là phù hợp. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này, các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Trang bị 11 lít, 2 đĩa cho 22 tốc độ. Chuyển động của chiếc xe thì vô cùng là mượt mà. Rất là mượt mà, như các bác nhìn trên hình. Một chiếc xe full carbon, full Shimano 105 mà có một giá bán rất tốt bên em là 16,9 triệu, giá rất là hợp lý. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông để theo dõi những chiếc xe khác mà em đưa lên trên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.